mệt quen quá. tay á, mày quen tay giống tao bị vậy đó, hôm qua tao cũng bị vậy đó, thấy hả? Ủa cái thằng bắn cạn sao rồi? À, im luôn. Tao bỏ đây Harrison. Đi sang đi. Power phải bay ngược về nữa không? Bốn đứa tính tao mày luôn là sáu. Ôi sân thượng nha. Rồi mình trong nhà rồi. Ơ à, chết chết rồi chết. Rồi lộ quá tưởng rớt dữ rồi chứ. Mày súng đéo lụp ra đâu vậy? Hi hi. Mày lộn phía cách. Cho mày cái chấm đỏ nè. Nhanh lên, nhanh lên. Nó quất mình bây giờ. Có thằng ở dưới á. Ừ. Để nó xuống. Có thằng ở dưới, có thằng Uzi nè, Uzi nè. Kia cái nhà nhỏ, nhà hai tầng. X2 nè, X2 nè. Chết. Trong nhà còn thằng nữa. Nó mới đóng cửa, nó mới đóng cửa. Nó mới đóng cửa. X2 anh bạn. Bạn nào? Nè, 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 nè. Bạn phòng này nè, đâu vậy? Ôi. Bên phải Huy, bên phải. Bên cầu cầu thang á. Không có lựu đạn rồi. Nãy con trái trên đéo lụm. Bắn nó. Có có bắt đầu chưa? Rồi. Ê, ê, ê. Tiếng chân. Nghe không? Nghe. Ở dưới á. Hai thằng. Lên này.
đang chạy, đang chạy. Lầu này không nét có đồ đạn gì đi. Lại có cháu lắp băng là thấy mắc cười rồi. Tiếc quá đấy có lắp băng. Đang chạy, đang chạy rồi. Lên, lên rồi, lên rồi. Chưa giờ nó còn lốt. Chụp gần nha. Rồi, nghe rồi, nghe rồi. Cái này đéo cái chỗ này bị cửa nào để nhảy xuống được hết á. Là bạn lên, để bạn lên. Mày hả bưởi. Mày cũng đủ đéo có cái lồng què gì á. Đủ quá hai đầu đạn luôn. Cái này nghèo thế. Mày cũng vậy. Hồi 2x nè. Các em kìa. Ờ. Bắn đi. Thôi lấy 2x. Má cũng 2 cái SMG luôn. Nói giờ biết xài lựu đạn rồi má cảm thấy sướng quá luôn. Tôi nghĩ ngoài còn á. Holo. Nhắm chưa? Rồi. Holo nữa nè. Mày thăm đi. Nó có holo red dot luôn nè. Hết rồi đó. Khu này hôm nay nghèo thế. Còn bắn Uzi không? Không, bỏ rồi. Mày nhà này luôn. Có gì không? Để có gì. Chạy rồi. Trên bàn có đạn gì cần lại các bạn thử coi. Đạn xanh thì đạn là đạn 7 à. Đạn 7. Ba lô 2 rồi. Bảy nữa nè. Mai tôi mua cái RAM 8GB nữa tôi gắn vô luôn.
What the fuck? Bán cây bây 4 giờ đang mấy ghi? Bán cây 4 ghi. Giờ đang 12. Bán mua một cây giống 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 cây đỏ, giống cây kia luôn. Cái này cặp cho dễ bán. Nói chuyện với T3 mệt, mệt tim lắm. Logic phải lồn. Cứ bây giờ mà máy nó máy, cứ bây giờ mà máy nó bị trục trặc bất cứ cái gì là nó đổ thừa do con CPU. Máy đéo lên hay là chập chờn bất cứ cái gì là do CPU hết. Tao đéo hiểu luôn. Trong khi mỗi lần mà nó hư á kêu nó đem vào tao cắm tao xài thử đéo bị gì. Ấy. Nó kêu giờ không xài nữa, bà bán cho tao đi, mua con khác y chang vậy đi, đéo chịu. Logic phải luôn. Rồi. Mày có súng dài chưa? Rồi, AK. Má, tao cầm 2 cái SMG. Trận hôm qua tao coi clip lại tao vẫn đéo thấy cái thằng bên trái nha. Lúc nó tao... nó bật cục đá rồi lúc mà mày... lúc mà tao thấy là tao chết luôn rồi mày ném gốc cây không thôi nó chạy qua thằng chỗ thằng bạn nó luôn rồi má khùng này sao hôm nay nghèo nàn thế bơi hả? Có tàu á, yên tâm. Nếu tao mày đen thì đó, léo lấy tàu kịp thôi. Ồ, nãy giờ tao chưa có giáp luôn. Vãi, ồ, mày cứ giáp 2 rồi mà. Đã biết là sao từ giờ thấy mất tiêu cái giáp rồi. Hay bể giáp rồi. Má, phụ kiện nhiều vãi lồ mà đéo có cái gì gắn vô nữa. Dạo này chơi với mày tao thấy tụi nó chết nhanh lắm mày. Vô mới cái vòng đầu tiên mà còn có hơn 30, 40 à. Nhanh lắm. Hay là máu cạch kêu nhiều quá. Điệt mẹ vẫn đéo có. Ơi má nhà lút rồi. Vẫn đéo có rival. Trong này để biết có bán item VIP không. Mới vô mặc đồ cây bay pháp phới rồi. Vô luôn
metro gì? Máy đi ngang thành phố à? Mobita à? Bắn đâu? Đi vòng qua đây đi. Trước mặt. Đấy. Đấy. Má hôm qua chơi trận kia má bất lực vãi lồn luôn, thấy nó nằm ngay trước mặt mà đéo có súng để bắn. Có mỗi sực gân thôi, đéo biết làm gì được luôn. Nói vậy mà vẫn top 3 như thường, đéo giữ được mạng nào hết, địt mẹ. Chạy trốn không, AFK không đủ top 3. Đâu má có con xe đậu đây hấp dẫn này. Dết ơi. Ờ. Có con xe ngay đầm giữa rừng luôn. N có phải là trap không? Ê tụ má vậy. Tao mới nghe tiếng như tụ má có thằng nào nhảy xuống thì phải. Nhìn xung quanh coi có không? Không. Đây rồi, địt mẹ hai cây luôn. Đi ca lai. Bỏ kìa. Ờ. Lấy xe. Xe còn chạy được không? Xe ta đi trước đây. Tụ má đâu thấy xe hai bánh hư nữa. Má đi ngon Amita đi chờ. Mày đâu rồi? Xuống đây. Lên. Tụi má chạy lẹ vậy cha. Xuống dốc mà. Nó bắn kìa. Sao mình lại vòng qua đây nha. Má vòng qua kia rộng hơn. Ha. Thiệt luôn, đậu má đéo có tàu. Kìa tông nó Huy. Đâu? Kìa trước mặt kia. Ơi, hai thằng kia. Ai? Bơi mẹ ơi. Quăng lựu đạn xuống. Mẹ tao bắn ngược rồi. Rồi thằng khác. Tao bắn á. Tao bắn kìa. Lút được không? Ở dưới nước lút được không? Được. Hai thằng ngu. Kết kìa ra. Có gì không? M16 là bắn đâu? Rồi, tao có Skyline rồi. Đây, tao bắn. Tao lấy đạn thôi. Đây, tao bắn. Nhìn lên, ủa má. Mặt đái quá chết ơi.
Phải vừa bơi vừa đái luôn đấy. Có gì không? Cái địch bạn này nghèo quá luôn. Bạn này nghèo quá luôn. Chạy xuống gầm cầu luôn, lấy tàu lại lên, đụng má mình. Ta đéo có nước nữa. Hồi nãy mày nói kì kì kì, tao đã biết kì kì gì. Tao đã biết tàu hay là gì, tao định quay lại tao lấy tàu. Tao biết có hai thằng lao xe, tao đuổi chết mẹ nó. Ôi. Ôi. Cầu, cầu. Đụng máy sao cứu. Rồi bỏ đi. Rồi, đéo được rồi. Cái cầu rồi. Bên lồn, cái gì vậy, tao kêu lẹ lên rồi. Má thằng đó hát à. Ê, tao nghe tiếng smoke kìa. Yeah. Tao sẽ mót á. Thằng đó mới giết hai thằng xong rồi nó giết mày luôn rồi. Trời, này hắt rồi. Thấy nó chạy không? Ừ, nhanh mày. Hắt rồi còn đéo gì nữa. Đù ma. Đó, thấy chưa? Nó phi chưa? Để tôi giải cái. Tít mẹ.